Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Xin mời bạn nữ. Ồ. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Anh Linh ơi. Hả? Anh nghe bên em ngồi xuống em chào Annyeonghaseyo là anh đoán được gì chưa nè? Là xin chào tạm biệt hả? À, cái gì vậy? Người ta mới vô anh chào tạm biệt rồi. Ủa sao cái tiếng nước nào vậy? Tiếng Hàn Quốc á. À. Oppa. Oppa, oppa hả? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em xin chào chị Nam Thư, bạn gái bên cạnh và mọi người đang ở trong trường quay. Em tên là Hoàng Đức Nhã, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý vận hành ca đêm cho một công ty logistics. Em sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh luôn. Em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp anh. Tức là làm về vận hành ca đêm, tức là thức ban đêm không đúng không? Dạ vâng. Xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ em chào chị Nam Thư. Ừ. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam và toàn thể khán giả. Em là Thanh Lan ạ, 29 tuổi. Quê của em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại em làm nhân viên văn phòng cho một văn phòng đại diện của Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Ở quận mấy em gái? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. Vậy là chung quận là gần rồi nè. Em trai cho biết mà về những cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em có thể học rất là nhanh. Đường ở thành phố này gần như em đi em không cần tới bản đồ. Giỏi gì đó hả? Dạ vâng, em nhớ rất là dài. Ừ. Dạ. Đó là điểm mạnh đúng không? Dạ vâng. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm lớn nhất của em hiện tại đang là em có hút thuốc. Hút nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu anh. Tại một gói em thường em hút 3 ngày. Ừ, vậy là cũng không nhiều. Nhưng mà cố gắng bỏ thì càng tốt ha. Dạ. Rồi còn bạn nữ. Em một người là người sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ với những người thân cận. Khuyết điểm của em là cũng hay càm ràm, nên những người bạn gọi em là càm ràm tỉ tỉ. Càm ràm tỉ tỉ. Dạ. Em rất là sợ ma. Em không có dám ngủ một mình. Em sợ sâu rồi sợ mấy cái con chuột rồi mấy con lúc nhúc đó chị. Ừ. Với lại em sợ cái thang máy quấn mà có bậc thang đó. Em không có đi được cái thang đó. À thang cuốn á. Tức dạ. Là thang cuốn em không đi được. Dạ. Bên đây có sợ chuột không? À, dạ không anh. Em không sợ gì hết. Không sợ gì hết? Dạ vâng. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là được 1 năm. Lý do là không hợp nhau. Rồi mối tình thứ hai là được 4 năm. Có thể quen lâu quá rồi hiểu nhau quá cho nên chia tay. Trời ơi sao kỳ vậy? Không hợp nhau cũng chia tay mà hiểu nhau quá cũng chia tay. Còn bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Chưa yêu ai luôn hả? Dạ chị. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. Thật sự luôn hả? Dạ em nghĩ là duyên nó tới thì khi nào nó tới. Em cứ ở nhà đợi duyên nó tới nhưng mà đợi hoài nó không tới nên giờ em mới phải đi tìm ạ. Ê chà, cô gái chưa trải qua một mối tình nào nha anh Linh. Nhưng mà nha. Em có thích con trai không? Dạ có ạ. Sao em biết em thích? Em thích nên em mới lên đây tìm anh ơi. À được, đúng rồi đó. Kiểm tra lại nha, coi giới tính nha. Anh ơi, anh Linh này, cô bé đang hết sức là hồi hộp, căng thẳng. Anh làm bé nó căng thẳng hơn nữa. Cưng, thả lỏng. Bạn gái, bạn hãy cho biết cái mẫu hình lý tưởng của bạn như thế nào? Bạn nam chỉ cần không có một trong 5 đặc điểm sau là được ạ. 5 lần hả? Dạ. Rồi, một là gì nè? Dạ, nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ hói, cuối cùng là mụn ruồi râu tà dê ạ. Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ hói, rồi 5 là gì? 5 là cái có cái mụn ruồi mà có một lông dê á. Dạ. Em cho có không? Kiểm đi. Không nha em. Dạ. Nhất tóc, nhì kiến. Ba cái này là mắt một mí hay mắt hí anh? Mắt một mí. Ai mà gọi mắt hí. Dạ mắt một mí. Hợp ha, em thấy hợp đó. Cái style cưng giống nhau. À. Anh coi mặt bạn gái bên em chưa? Chưa. Thì em còn yêu cầu đàn trai gì nữa không em? Em không thích người hút thuốc. À. Bạn trai, bạn muốn cái hình mẫu lý tưởng của bạn là như nào? Dịu dàng một chút. Ừ. Biết lắng nghe một chút. Ừ. Có khuôn mặt sáng. Có miệng cười duyên. Ừ. Dạ là được. Cười gì có duyên không em? Không ạ, không chị. À không, em xin lỗi. Bà xui qua wow, coi cho tôi coi đàn gái coi. Em chào anh. Thấy chưa? Anh nhanh xa vô. À, xin chào ạ. À, tự nhiên em đưa 5 cái tiêu chuẩn nó hơi khó với đàn ông á. Nhưng mà anh đó đâu có vĩ gì đâu anh, phải không ạ? Cái vụ hói đó. À nhưng mà như anh là được rồi ạ. Anh hơn anh chút được không?
Thôi thì cũng tạm chấp nhận ạ. À, tạm chấp nhận. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Lười ạ. Lười? Dạ, bảo thủ. Với lại chạy xe ẩu ạ. À, có là tay lái lụa không? Dạ không anh. Cái chuyện mà làm dâu có khó với em không? Làm dâu thì không khó với em, nhưng mà em thích hai vợ chồng có một cuộc sống riêng hơn ạ. Cái công việc của em là làm, đa số là làm ban đêm. Cái giờ giấc mình làm ban đêm thì là giờ sao nè? Dạ em làm từ khoảng 10 giờ tối cho tới khoảng 6 giờ sáng. Nhiều khi em cũng phải ở lại sáng để em đi học. À, bận quá thời gian dành cho người yêu ở đâu? Em có gặp người yêu vào thứ bảy và chủ nhật. Tức là một tuần 7 ngày chỉ có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Dạ vâng, còn những ngày khác thì nếu mà em sắp xếp được công việc thì em sẽ gặp. Ví dụ giờ em lấy vợ về mà đêm nào cũng đi làm gì chứ á. Lúc này em đang còn độc thân thì lo kiếm tiền trước. Khi nào cưới vợ về thì lúc đó đổi công việc thì nó cũng không phải là vấn đề anh. Nhưng bây giờ rõ ràng ráp hai cái lịch của hai anh chị này vô là cực quá rồi. Ừ. Bà đi làm cả ngày tối rảnh. Không, ổng đi làm mệt cả ngày, ổng phải ngủ cả ngày. Ừ. Tối ổng đi làm rồi sao? Rồi sao yêu được, sao kiếm được người yêu? Dạ cho nên em mới lên đây chị. Nhưng mà bây giờ lên đây mình cũng phải cân nhắc thời gian làm sao. Dạ đó. Vâng, em có suy nghĩ kỹ vấn đề đó rồi. Em nghe lịch trình của bạn trai rồi đó. Em thấy sao nè cưng? Nhưng mà anh có tính làm công việc đó lâu dài không ạ? Khi mà cưới vợ xong thì anh chắc chắn là anh sẽ thay đổi công việc. Có thể là anh chuyển làm vị trí khác hoặc là anh sẽ thay đổi công việc, một công việc khác. Yếu điểm của em là em sợ ma nên em không ngủ một mình được. Cái này nó éo le quá anh Linh. Thiệt, bà gái bà sợ ma. Buổi tối ngủ bà không nguyên mình. Mà bà có người yêu, bà có chồng, chồng đi làm cả đêm không về. Không lẽ bà ngủ với con ma. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Thứ nhất là có xăm. Xăm trên người. Xăm hả? Dạ. Hình xăm á? Dạ vâng. Hình xăm. Thứ hai là hút thuốc. Em hút thuốc nhưng mà em không thích bạn gái hút thuốc. Trời ơi, em vậy em bình đẳng rồi. Thứ ba là rượu bia. Em không rượu bia không gì hết. Em không muốn. Hút thuốc là chị nghĩ em là không rồi đúng không? Dạ không ạ. Rượu bia chắc cũng không luôn đúng không? Dạ không ạ. Trời ơi, con gái người ta, con gái Đà Lạt, má hồng ửng ửng xinh xắn. Ừ. Không có mấy chuyện đó, yên tâm. Lâu lâu á thì phụ nữ uống một vài ly bia, cái má ửng hồng lên nó cũng đẹp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em đi với em gái với lại 8 người bạn ạ. À, đi với em gái và 8 người bạn. Chà, mình đi ít ha. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Em là em gái của chị Lan. Em thấy anh bên này đủ tiêu chuẩn của chị. Chị Lan thì rất là biết quan tâm người khác, biết lắng nghe, dịu dàng giống như anh nói nữa. Nhưng mà chị có một cái là hay kèm rè người khác thôi ạ. Hai anh chị cho nhau cơ hội để có thể làm quen rồi có thể tiến tới hôn nhân được ạ. Như em nói là chị em hay kèm ràm thì tính anh thì hay im lặng thôi. Thông thường anh sẽ để khi nào mà vợ anh hay bạn gái anh bình tâm chẳng hạn thì lúc đó anh nó sẽ nói chuyện sau. Được chưa em gái? Dạ được ạ. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại bạn thân của em. À có bác gái. Rồi chào bác. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ và chào xin bác. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Nhã. Ở nhà thì Nhã hiền mà ít nói mà thông minh. Theo bác thấy thì cô gái bên này thì xinh mà hiền. Nếu con sợ ma với sợ chuột thì con yên tâm. Tại vì Nhã nó không có sợ gì hết. Ma với chuột sợ nó hết cô ạ. Bác cũng rất là thích. Bác cũng hy vọng là hai con sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Dạ con cảm ơn bác. Rồi mình nghe góp ý người thân rồi. Bây giờ chính hai bạn sẽ là gặp nhau trực tiếp nha. Mở rào. Rồi đó. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh tặng em con chó này. Mặt nó hơi nham nhở mà để với lại nó hơi già. Nhìn nó giống mặt anh. Mà nhiều lúc anh cũng rất là nham nhở. Cho nên anh tặng em. Cảm ơn. Trời ơi. Em có món quà tặng anh. Tặng con chó mặt già mà nham nhở nữa. Trời ơi, lần đầu tiên gặp bạn gái ông tặng quà nói chuyện thấy thương. Anh tặng em con chó này. Cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Dạ, em thấy anh nhìn cũng chững chạc. À, những cái mà em mô tả thì hình như là không có. Nhưng mà cũng hơi tròn tròn xíu. Anh nói là anh hút thuốc lá.
Mà em thì đặc biệt không thích người hút thuốc lá. Sau này hay là anh có bỏ được không? Bỏ được. Anh sẽ không hút thuốc khi đi chơi với em. Sau này lâu dài nếu mà hai đứa có bắt đầu tiến tới hôn nhân thì anh sẽ bỏ từ từ. Đi chơi em thích đi những chỗ nào? Em thích đi ăn uống. Anh biết nhiều quán ăn lắm. Dạ. Một người chồng em mong muốn là như thế nào? Em cần một người có chính kiến riêng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Em có gì muốn hỏi anh không? Bạn gái chắc là đang ngại ngùng rồi. Rồi các bạn nghĩ xem khi mình lấy nhau mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Quen nhau trong vòng 1 năm là em có thể cưới. 1 năm cũng là thời gian đủ để hiểu nhau. Thông thường là mình sẽ có hậu phương đằng sau nó tốt hơn và mình ổn định. Thì em có rất là nhiều kế hoạch để làm sau này. Nếu mà có một người vợ luôn ủng hộ mình thì mình sẽ làm tốt hơn chứ. Nói thử một kế hoạch cho bà xã tương lai nghe. Mình tính mình chi tiết nói thử một kế hoạch nè. Em định mở một công ty về cung ứng sản phẩm cho các loại dịch vụ bên cái ngành nghề bên này. Em gái thấy sao? Em thấy anh cũng là một người có ý chí, hiền. Đối với anh á, anh đã xác định quen là một người nào đó thì là anh rất là trung thủy. Trong cuộc sống mà thì không thể nào mà mình hoàn hảo được hết 100%. Yếu điểm lớn nhất của anh là anh làm việc quá nhiều. Thì có thể anh sẽ bị một cái gọi là quên quan tâm em hay như thế nào đó. Thì cái đó em cứ việc em nói với anh. Quên hoài là không được đâu. Nãy giờ nói chuyện thì bạn cảm nhận như thế nào về cô gái? Em thấy bạn hiền quá. Nhiều khi nếu mà quen nhau á thì không, em nói hơi nhiều. Em sợ bạn, em lấn lướt bạn thôi. Không nói nhiều nhưng mà không tào lao là được anh. Ba má của em rất là thích người nói nhiều. Dạ. Dạ. Rồi. Để tay nút bấm nữa các bạn. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ và quyết định. Hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau nè. Sao bạn gái bấm chậm vậy? Em đợi anh đến tới 3 em mới bấm. Em có nói một câu gì đó với cô ngồi dưới không? Con chào bác. Dạ. Mình xin phép má đi. Mẹ con xin phép mẹ con có bạn gái. Với lại, có bạn gái thì mới có con dâu cho mẹ được. Rồi, hôn bạn gái đi. Hôn cái. Em xin phép em. Thấy sao em? Cũng rung động à. Rung động, bắt đầu rung động rồi quý vị. Đây biên tập giống như người làm mai cho chị vậy đó. Thì chị sẽ chia sẻ giùm em câu chuyện của chị. Rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích. Và nói chung là chân thành, chân thật nhất ha, đừng có ngại gì hết. Nếu được chọn thì bên em liên lạc lại rồi để mình làm giấy tờ, để mình đi ghi hình chị nha. Rồi. Rồi bây giờ mời chị nè, mình tươi lên một chút đi nè. Thấy cái mặt hơi căng. Dạ rồi, mời chị giới thiệu. Đầu tiên mình giới thiệu về họ tên rồi cái công việc quê quán của mình ở đâu ha. Dạ mời chị. Chị là Nguyễn Thị Kim Linh, sinh năm 1968. Quê quán chị thì ở Dĩ An, Bình Dương, nhưng mà hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại ấp 1, xã Tân Thành Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của chị là chị làm công việc, chị may quần áo, chị bán vải rồi chị may rồi chị làm tiệm tóc luôn. Là chị tự làm ở tại nhà. May quần áo là chị may hả? Em thấy ngoài sao có quần áo là chị may cho nữ rồi hay sao chị? Đúng rồi, chị may đồ cho nữ, chị bán vải rồi chị may đồ luôn á em. Là chị bán vải ở nhà này luôn á, đúng không? Đúng rồi, chị bán vải, may đồ, chị bán mỹ phẩm rồi chị làm tiệm tóc luôn. Tiệm tóc luôn là chị cắt tóc luôn á hả? Đúng rồi, cắt tóc rồi cắt uống dũi nhuộm rồi chăm sóc da rồi chị xăm phun môi mày mắt luôn. Ồ, xăm luôn, quá trời quá đất luôn. Vô nhà chị là làm tổng thể được luôn rồi đó. Đúng mặt rồi, làm đẹp chính cơ cắt là đẹp, chỉ không có giải phẫu thẩm mỹ thôi. Dạ. Rồi, ủa chị may đồ là chị may đầm váy áo dài hay là may gì ạ? Chị may đồ tây, cung lê, vest tông, rồi may đầm váy, đồ bộ, đồ kiểu, sơ mi, quần tây của nữ, của nam không có may. Áo dài, áo bà ba thì chị không có may. Sao không may nam? May nam là có chồng rồi. Thôi chị không thích đâu. Thôi chị nói có... em nghe. Hồi đầu tiên chị cũng có may đồ cho nam, nhưng mà đặt một bộ đồ chị hẹn một tuần lấy mà ra 3 lần cái chị ghét, chị trả luôn, chị không có may. Phiền phức. Ủa ra 3 lần sao chị? Người ta không lấy hay sao? Hay là gì?
có nghĩa là chị dặn một lần, một chị đặt ví dụ đặt hôm nay chủ nhật thì chủ nhật tuần sau mới lấy đồ, mà cứ thứ hai cái chạy ra, thứ ba cái chạy ra vậy đó, cái chị không á. Giống như là thấy mình có một mình đó, thấy mình có một mình rồi người ta có ý gì không biết, cho nên chị không có thích. Tại với lại chỗ mình làm nữ, chị làm hai nghề á em, chỗ mình làm nữ mà có nam ở trong nhà là nữ người ta ngại khó làm lắm, cho nên chị làm nữ chị không có làm nam. Chị nhưng mà vậy là chị cũng may được đồ cho nam đúng không? Ví dụ đúng thôi. Rồi. Đúng, đúng, ví đúng. Dụ chị lên chị tham gia chương trình đi, chị may cho ảnh bộ cái quần tây, cái áo sơ mi, em ví dụ vậy đó là được đúng không? Đúng rồi, được, nhưng mà chị phải biết cái số đo hoặc là chị phải biết cái hình dáng người đó như thế nào. Chứ không chị cứ như mai công công nghiệp của chị cứ mai size L, M gì đó là được rồi. Chị thì chị may theo số đo, không có theo size, tại chị may hàng nhà không phải hàng chợ em biết không? Yeah. Như chị may đo, chị may đo như người Bắc là nói may đo, đo cho em xong rồi may theo cái tướng tá của em. Còn ví dụ chị nhìn thấy em ở trong video á thì chị có thể chị đoán ra được số đo chị may. Dạ. Thôi rồi vậy chị chia sẻ một chút xíu đi ha, về cái điểm mạnh, điểm yếu của chị như nào, rồi đã từng kết hôn hay chưa? Dạ. Chị thì đã từng kết hôn hai lần. Chị kết hôn lần đầu thì chị có ba bé. Rồi lần sau thì chị có hai bé, nhưng mà nói chung là chị không có gặp được người thật thà. Thật đầu thì là tâm đầu ý hợp, rồi đến lúc mà khó khăn thì nó có mâu thuẫn, rồi mâu thuẫn lớn dần rồi đi đến cái chia tay. Rồi hiện tại bây giờ thì con chị lớn hết rồi, ba đứa lớn thì có gia đình, có con, còn hai đứa nhỏ thì đứa học đại học năm thứ ba, đứa học đại học năm nhất. Còn điểm mạnh của chị con đó chị. Nhà thì chị ly dị, chị để nhà lại cho hai đứa nhỏ ở. Rồi hiện tại giờ là ổng đang tranh chấp với chị đó. Ổng nói là nhà của chung nhưng mà đám cưới chị là trên cái nhà của chị. Bây giờ chị đang bị tranh chấp về vấn đề đó. Còn con á thì nó ở trên đó thì ví dụ như tiền học, tiền hành, rồi tiền thuê nhà, rồi tiền máy lạnh, tủ lạnh, tivi, rồi những cái vật dụng như laptop, rồi điện thoại, rồi quần áo, giày dép, nón vớ vậy đó. Thì cứ alo mẹ là mẹ lo. Là hai đứa nhỏ nó cũng không ở với ba. Nó ở với ba, rồi giờ nó ra đại học thì nó ở riêng. Còn nhà đó là hồi đầu tiên á, ly dị á, là chị nói là bây giờ con nó không theo chị, với lại nó theo chị thì sẽ bấp bênh, nó đang học hành ở đó thì để cho nó học ở đó, rồi để nhà để tài sản lại cho cha con nó ở, rồi đến con học hết 12 á thì chị bán nhà. Thì lúc đó thì mình nghĩ là của mình thì họ không có dành, giống như của mình là không phải của mình không dành vậy đó, mà nói bằng miệng tài thôi. Nhưng mà giấy tờ sổ sách chị đứng tên từ trước tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ ông vẫn tranh chấp, ông nói ông ở đó mười mấy năm, bây giờ ông vẫn tranh chấp. Nhưng mà bây giờ thì cái lần đầu tiên chị ly hôn á thì là anh chồng đó vì cái lý do gì, chị có thể nói ngắn gọn em không? Cái ông chồng đầu tiên á là chị có ba mặt con, rồi cái lúc đó thời điểm đó là gia đình nhà chồng nghèo khó lắm, xong rồi chị làm chị lo hết ra ngoài. Rồi cái anh có bồ rồi cái chị bắt được, rồi xong rồi chị chia tay. Ông đánh đập chị nhiều lần, hành hạ chị nhiều lắm. Nói chung là liên tục xúc phạm chị, rồi đến cha mẹ chị, nên chị bỏ đi đến 12 lần ra tòa mới thôi được. Rồi sao? Thôi xong 12 năm sau chị mới tái hôn. Là ông chồng sau chị là ông làm việc ở trong, ông tham gia cái gì, ông là đảng viên á, tham gia trong ấp á. Rồi người này làm mai, người kia giới thiệu rồi. Chị thấy mình ở xứ lạ quê người, lúc đó chị thôi chồng xong rồi chị bán nhà ở dưới Dĩ An. Chị mới về trên Phú Giáo, chị mua đất, chị làm nhà. Rồi chị ở đó được từ năm 96, mà đến năm 2000 anh mới cưới chị. Cưới chị trên cái nhà của chị luôn. Thì mình nghĩ mình nương tựa ở cái người mà có làm việc, có học vấn á, thì mình đỡ bị hồ đồ hơn. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung hai ông chồng chị là cũng gì có đàn bà khác, cho nên chị không tha thứ được, chị phải chia tay. Rồi bây giờ thì chị ly hôn cái hôn nhân thứ hai bao lâu rồi chị? Chị ly hôn năm 2009. Ly hôn á là năm 2004, 2005, là sau chị sanh bé chị được mười mấy tháng á, rồi kéo dài riết, đưa đơn ra kéo dài riết cho đến năm 2009 mới có quyết định ly hôn. Hiện tại bé chị giờ nó vô đại học rồi. Dạ.
Ok, vậy bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào? Chị mô tả kỹ giùm em về ngoại hình, về công việc, tuổi tác luôn nha. Chị thì nói chung chị đông con, nhưng mà hiện tại chị chỉ sống một mình thôi. Từ trước giờ chị cũng sống một mình, từ khi mà chị ly dị lần sau rồi chị đi xuất khẩu lao động, chị làm việc bên đó 5 năm, xong rồi chị về Việt Nam, chị ở một mình, chị sống một mình. Cái nguyện vọng của chị á là ngoại hình thì không cần thiết đâu, mà giàu có nhà cửa xe cộ chị cũng không cần thiết đâu, tại vì chị có thể làm nuôi sống bản thân chị được. Chị chỉ cần một người thật thà, có thể chịu thương chịu khó cùng chị đồng hành đi hết cái con đường còn lại. Còn tuổi tác ấy thì là bằng chị hoặc là chênh lệch 1, 2, 3, 5, 10 tuổi được, chứ đừng nhỏ hơn chị. Rồi tính cách anh đó thì sao? Có không thích Là cũng được không ạ? phải cái chị cần á là người biết thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ buồn vui. Rồi chị biết là chị muốn là cũng giống như là vợ chồng phải hiểu nhau, người này nói người kia phải nghe, rồi người này nói thì người khác nghe, chứ đừng có mà hồ đồ mày tao mi tớ rồi buông lời thô tục, là chị không có chấp nhận được. Là tại vì chị nói chung cái điểm yếu của chị là hay mũi lòng, hay xúc động á. Còn điểm mạnh của chị á là chị vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, rồi chị làm việc thì siêng năng, chăm chỉ, giỏi giắn, rồi chị cũng có tính thương người, chị cũng hay giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Còn điểm yếu của chị là nhiều khi có một cái gì đó bức xúc chị thì hay có cái lòng tự ái á, thì chị tự ái cao á, cho nên là cái bản chất của chị thì lúc mà nóng nảy thì hơi lớn tiếng, nhưng mà ăn nói thì không có hồ đồ. Ví dụ chị có cãi nhau thì cũng là một cái lịch sự văn hóa, chứ chị không có hồ đồ. Nhưng mà sau hai cuộc hôn nhân chị có rút kinh nghiệm được những gì không chị? Giống như cuộc hôn nhân đầu rồi mình rút kinh nghiệm như thế nào, rồi bây giờ chị có sợ hay gì không? Chị rút kinh nghiệm như thế nào để biết làm sao biết người đó có thấu hiểu được mình hay không á? Cuộc hôn nhân đầu á, là do chồng chị say xỉn đánh đập tối ngày, là cái điểm điểm đó là chị tối kỵ. Rồi cái thứ hai nữa là hồi đầu tiên á thì là hồi xưa mà 18 tuổi thì không biết gì đâu em, cứ cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Còn cái này là chị đi, tại vì nói thì chị phải nói cho hết để chương trình thông cảm và hiểu được nhiều hơn về chị. Gia đình nhà chị thì cũng không có may mắn gì, mẹ chị thì không có may mắn về đường tình cảm, mẹ chị với cha chị cũng dang dở. Rồi chị lớn lên không biết mình, không biết cha mình là ai, rồi chị khao khát tình thương cha, chị đi tìm. Đi tìm xong rồi mẹ chị mới từ bỏ chị, không có cho chị về nhà. Rồi chị mới về chị sống với bà mẹ nuôi. Rồi xong cái thì thời điểm mà chị ở trên cha chị á, mẹ chị không cho về nhà thì buộc lòng chị phải ở đó, cha chị thì có mẹ ghẻ. Xong rồi cái mẹ ghẻ chị thì bán quán cà phê, mà hồi xưa mình đâu có biết cà phê ôm là cái gì. Rồi xong cái mẹ chị kêu bưng bê. Rồi xong rồi cái có những người đàn ông uống cà phê có những cái thái độ sàm sỡ á, cái chị mới sợ chị chạy. Thì thời điểm đó là 9-10 giờ đêm, mà thì trước đó mấy ngày á có hai cái anh đó đi làm ở, là ông xã chị, ông xã đầu á, đi làm ở trên chỗ nhà máy toa xe Dĩ An á, thì đón xe trước nhà chị, thì hay ra sớm uống cà phê xong rồi đi á. Rồi xong cái bữa tối đó thì mấy ảnh về thì xe ngừng đến đó, thì chị chạy ra rồi chị với đứa con của mẹ nuôi nữa mới cầu cứu. Rồi xong mới vô nhà ảnh thì chờ ba chị về, ba chị đi làm tài xế thì 11 12 giờ đêm mới về tới nhà. Xong rồi cái bà má ghẻ kêu công an vô bắt cư ngụ bất hợp pháp. Xong rồi cái ông chồng chị á, là cái anh đó đó thời điểm đó chưa làm chồng, xong cái mới bảo lãnh cho chị. Thì mình nghĩ là cái tình nghĩa người ta bảo lãnh cho mình, nếu mình không có giấy tờ mà mình là nhà phụ nữ nữa, người ta mà mình ở trong cái nhà đó nữa là người ta sẽ nghĩ sai về mình rồi bị ở tù á. Cho nên là chị nghĩ cái nghĩa tình, chị mới dẫn em của ảnh đi làm trái cây đông lạnh ở dưới Sài Gòn. Thì cứ tàu vô á thì làm, thì tàu đi á thì mình về, để đưa về đưa đi đưa lại. Xong rồi cái chị bị ảnh cưỡng bức á, rồi xong cái ba mẹ ảnh mới nói là bây giờ mũi dại lá chịu đòn, mới xuống hỏi mẹ chị để cưới. Nhưng mà mẹ chị nói là không có chấp nhận, là tại vì cái ngoại hình của ảnh nó không có được ôn tồn,
tóc dài rồi râu ria rồi giống như nhìn ảnh giống bụi lắm, giống như Lý Hùng vậy đó. Rồi cái chị mới dẫn về nhà mẹ nuôi chị, thì mẹ nuôi chị nói bây giờ lỡ rồi mắm treo đầu vàng thì làm sao, càng ngày nó càng thối, rồi mẹ nuôi chị mới đứng ra gả. Rồi sau chị có được ba mặt con á, là nhiều lần chạy trốn rồi nhiều lần ảnh rước về, đến lúc mà chị thôi xong á, mẹ chị mới cho chị quay về, thì chị mới quay về xong rồi Nhưng chị mà cũng chị, ảnh nhưng mà riêng. đánh nhiều vậy sao mà để đẻ tới ba đứa? Ví dụ đánh lần đẻ ăn đứa sợ rồi, nhưng sao để nó nhiều vậy? Không phải đâu em, hồi xưa á, là nhà vắng thưa xa lắm, mà ảnh thì nóng nảy vậy đó, mỗi lần mà la xèo là ở xóm người ta không có dám lại, với lại ở xóm người ta lại người ta can á, thì mẹ ảnh đuổi về nói con tôi nóng nảy lắm, rồi họ sợ có chuyện á, rồi cứ giam cầm nhốt mình trong nhà rồi cứ cưỡng bức hoài vậy đó, cho nên là chị sợ chị mới chạy trốn nhiều lần, 12 lần ra tòa đó chị mới thôi được. Rồi, ok chị. Rồi, em biết cái câu chuyện của mình rồi ha. Nếu mà lên chương trình thì chị cũng chia sẻ được mà, đúng không? Chị cũng chia sẻ lại câu chuyện đâu có gì đâu, đúng không? Chia sẻ lại, nhưng mà tại vì chị nói em nghe nè, chị chia sẻ thì cũng ví dụ như cái câu chuyện nó rõ ràng giống nãy giờ chị tâm sự với em, nhưng mà chị chỉ chia sẻ là cái mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần rồi chị không thể chịu đựng được Chị nữa thì chị chia có tay. thể nói ngắn gọn thôi mà, ví dụ như bị chồng đánh hay là gì vậy đó, chứ chứ đâu có. Đúng rồi. Cũng không có Rồi. nói. Dạ. Đúng rồi, chứ tại vì con chị nó lớn hết rồi, em hiểu không? Cái đó Dạ. là cái lòng tự trọng. Nhiều khi con mình nó mặc cảm với lại nó tự ái, tại con kỳ chị thì có một đứa nó làm trong Dạ. ngành. Rồi, ok chị. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha chị nha. Dạ, Chị cũng thôi chia thôi sẻ đó. em như thế này nè, là nếu mà cái người mà chương trình ghép nói với chị á, thì chị hy vọng là cái người đó không rượu chè xỉn say, đó là nỗi ám ảnh của chị. Rồi cái thứ hai nữa là ăn nói hồ đồ cục bộ mày tao mi tớ, rồi với lại phải chân tình, là chị không cần giàu nghèo, chị không cần nuôi chị có công việc làm, chị có thể chị nuôi được bản thân chị, là chị chỉ cần cái người thật thà mà chấp nhận được cái con người của chị để cùng chị đi hết cái con đường còn lại, để như là mình ở một mình nó sớm tối rồi đứa này đau có đứa kia chăm, đứa này bệnh có đứa kia chở đi vậy đó, chị chỉ mong vậy thôi, chứ còn giàu có hay là gì gì chị không muốn. Giàu có mà sáng xỉn chiều sai đi ra rồi ông nọ bà kia, chị không có đến được với những người như vậy. Dạ rồi. Ok chị, nếu được chọn bên em sẽ trao đổi thêm mà kỹ hơn mà ha chị ha. Rồi, em Rồi. cảm ơn. Dạ xong.